Hello, xin chào Nam Sĩ, anh em cùng quý khách hàng các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục có một em Vim muốn mang đến cho anh em quý hàng của các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Em Vim này là năm khai sinh của em, nó là 2015, phiên bản thùng kính, nước sơn màu trắng khá là đẹp. Vim VM Motor do nhà máy lắp ráp VM Motor Việt Nam lắp ráp và sản xuất. Xe này xe của Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao đó anh em. Đó, một xe của Việt Nam sản xuất với động cơ là động cơ của Hyundai, cabin thì cabin nhập của Trung Quốc về lắp ráp và sản xuất. Cabin khá giống với cái đầu xe của Isuzu, với cabin vuông, không gian nội thất rất là rộng rãi, với kính quay tai nè. Đấy, ghế bọc da ba chỗ ngồi rất là sang trọng luôn, vô lăng có trợ lực, vô lăng cũng rất là to, cầm nắm cũng rất là sướng. Thì em này với kích thước thùng, chiều dài thùng là 3m850, chiều ngang là 1m850 và chiều cao là 1m9, phiên bản thùng kính tiêu chuẩn, hộp số 5 số tiến 1 số lùi. Xe cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu anh em, tại vì ga cơ nhưng mà máy của Hyundai, với khả năng mà tiết kiệm nhiên liệu cũng rất là tối đa. Và có cái hộc gió phía trên này nè, nó rất là thoáng mát luôn, cho anh em ngồi trong cabin rất là rộng rãi. Cabin thì nói chung là xe còn zin nha. Đó, máy móc còn rất là ok, cabin cũng còn rất là zin. Đó, xe thì đi được, để mình xem số km ra, 89.000 km, khá ít. 5 năm mà mình thấy đi như vậy là khá ít đó nè. Đó, xe sản xuất 2015, niên hạn sử dụng đến 2040. Vim VT252, phiên bản thùng kính, tải trọng 2,4 tấn, thùng dài 3,8m50 và khối lượng toàn bộ của em nó là 4,9 tấn. Vô hình phố được anh em, một cái xe tải nhẹ 2,4 tấn vô hình phố, khối lượng mãn thăng là 2,3 tấn. Nội thất không gian rất là rộng rãi, máy lạnh theo xe, máy lạnh rất là mát luôn anh em, lạnh teo luôn đó, máy lạnh rất là mát mẻ. Cabin nội thất rất là rộng rãi và thoải mái. Và đây là cái khối động cơ của em đó, động cơ Hyundai ga cơ với dung tích là 2,4 lít, dung tích xi lanh, công suất đạt 61 kW tại vòng tua 4200, động cơ dầu. Máy nhìn rất là đẹp luôn, rất là chắc. Đây, anh em nghe tiếng máy là kích thích luôn. Ga cơ mà, máy của Hyundai, Kia đó. Hàng mà gọi là hàng nhập khẩu máy ba cục đó nè. Đó, cầu máy hộp số về lắp ráp và sản xuất trên dây chuyền công nghệ lắp ráp của nhà máy VM Motor Việt Nam. Cho nên hàng cũng rất là ok và rất là đẹp chuẩn. Tại vì những cái dòng xe mà của Việt Nam lắp ráp mà thờ mà từ 2007 đổ lại ra cơ như thế này nó cũng rất là bền, ít khi hỏng vặt đó. Nói chung là xe cũng còn rất là chắc. Giá thì bên mình đang dự kiến ra đi em nó với mức giá là 190 triệu, có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình. Nói chung là xe còn rất là liền lạc và rất là ok. Cụm đèn có dãy chiếu sáng đèn led ban ngày rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy khung sexy cũng rất là cứng cáp và rất là dày. Máy lạnh, lốc máy lạnh cũng còn rất là đẹp. Mình phía trước dùng phuộc và nhíp cũng rất là cứng cáp và siêu bền. Máy chạy nghe tiếng máy cũng gầm rú rất là kích thích luôn anh em, rất là đã luôn. Nói chung là xe cũ nhưng mà vẫn còn mượt mà để cho anh em đầu tư với mức giá cực rẻ, chỉ 190 triệu thôi là anh em có ngay một chiếc xe Vim phiên bản thùng kính này. Đó, thì xe với đường kính mâm là 16 inch vỏ 6.5, cũng rất là lớn, tăng khả năng cổng tải cũng rất là cao và rất là tuyệt vời đó anh em. Đó, mình xin nói thêm về kích thước tổng thể của em nó đi. Kích thước tổng thể số đo 3 vòng của em nó với chiều dài là 5m690, chiều ngang là 2m020 và chiều cao là 2m920. Đó, công thức bánh xe 4x2, đó là những thông số cơ bản. Cầu cũng rất là lớn, moment xoắn cũng rất là lớn, tăng khả năng cổng tải cũng rất là tuyệt vời. Và lớp thì gai cũng còn rất là cao nè. Đó, gai thì cũng còn rất là khoảng 60-70% đó anh em. Thùng thì đây là cái thùng tiêu chuẩn thôi, có hai cửa sau dạng container, lớp sàn thì bằng sắt, đàn ngang là dọc thì bằng sắt thôi. Phía trong thì vẫn có lớp tay lan kẽm thì nó cũng bằng sắt. Thì lớp ngoài được cái lớp ngoài nóc dập sóng rất là dày. Đấy, bao lường của cái thùng thì bao viền thùng thì cũng còn rất là dày luôn. Có cửa hông nè, cửa hông cũng rất là cứng cáp với cái tay nắm khóa cửa cũng bằng inox. Đấy, phía trong thì lớp tay lan kẽm cũng rất là dày, dày 6 gem anh em.
cản bên hông bằng inox nè, cũng rất là sắc, bằng inox hộp cũng rất là xịn sò nè, về cũng inox. Đấy, nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là ổn và rất là đẹp, từ thùng bọng máy móc đến đầu cabin rất là liền lạc và rất là đẹp. Với mức giá bên mình xin nhắc lại 190 triệu, dứt giá em nó về, đó là cái giá để anh em có thể ghin em nó về giá hỏi cưới đó anh em đó. Nhưng mà chắc cũng sẽ bớt cho anh em vài một tí lọc vài triệu để cho anh em về là mang cho nó may mắn đó. Sàn nè anh em thấy không, sàn rất là dày, thùng nhìn rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Nói chung một chiếc xe mình cảm thấy cũng còn rất là đẹp đó. Nếu anh em yêu quý thích cái dòng xe này cứ gọi ngay cho mình số điện thoại 0937965342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em về cái dòng xe của Vim. Nói chung là những cái dòng xe của Vim của Việt Nam hiện tại cũng có rất là nhiều cái hãng xe của Việt Nam như là Đô Thành đó, TMT, Chiến Thắng, Vim. Thì trong đó thì mình cảm thấy cái dòng Vim cũng chạy cũng rất là ổn định tại thị trường Việt Nam. Vim cũng có mặt lắp ráp và sản xuất những cái dòng xe tại cũng rất là lâu đó. Cho nên những cái dòng xe của Vim giá rất là bình dân mà chạy cũng rất là ổn định tương đối. Một cái xe tải cũ anh em có thể tiết kiệm được một khoản tiền khi mua xe tải cũ và đỡ áp lực tài chính ngân hàng, mau thu hồi vốn, khiến anh em có thể đầu tư ngắn hạn, nên những cái dòng xe tải cũ cũng vẫn còn rất là thịnh hành tại thị trường Việt Nam. Đó. Cảm ơn anh em quý khách hàng đã lắng nghe cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng trong những cái video giới thiệu về cái dòng xe tải cũ, cũng như là chia sẻ cho anh em quý khách hàng của các bạn những kiến thức, những kinh nghiệm về những cái dòng xe tải khác nhau, giá cả thị trường, báo giá liên tục cho anh em quý khách hàng cùng các bạn cập nhật những cái giá cả thị trường của cái dòng xe tải cũ.